Em BD vay được không anh? Không biết những công ty khác thì sao, chứ đối với riêng công ty của Ngọc thì không phân biệt giới tính, BD hay là ôn môi hay là nam nữ, trai thẳng gái thẳng gì tất cả. Khi mà chúng ta đáp ứng được những cái điều kiện của cái công ty Ngọc đưa ra thì sẽ được vay một cách bình thường. Đối với những cái trường hợp mọi người sẽ có những cái trường hợp là chuyển giới á, có nghĩa là nam mà chuyển thành nữ thì cái gương mặt hoặc là cái vóc dáng hoặc là trên giấy tờ thì nó sẽ khác. Tại vì mọi người ở Việt Nam mình á, chuyển giới nó chưa có được cập nhật lên trên giấy tờ, nên á, ví dụ như căn cước, thông tin trên căn cước là nam nhưng mà cái khách hàng ở ngoài lại là nữ, thì bằng một cách nào đó ở trên cái khuôn mặt của mình nó sẽ có một cái điểm gì đó để người ta xác minh được, người ta chứng minh được là khách hàng và cái người trên cái giấy tờ là một, thì hồ sơ vẫn được bình thường. Có những khách hàng mà Ngọc vô á, Ngọc nhận giấy tờ mà hết hồn luôn á, Ngọc không phân biệt được luôn á, là cái công nghệ chuyển giới bây giờ nó rất là hoàn hảo luôn. Hoặc là có những cái bạn mà nam ở ngoài là nam nha, ở trên giấy tờ là nữ, mà trên cái căn cước á, trên cái số căn cước á, để chúng ta phân biệt vẫn là nữ nhưng mà thực sự ở ngoài là nam. Thì như vậy đó mọi người, thì vẫn hỗ trợ một cách rất là bình thường. Nên á, đối với cái suy nghĩ của Ngọc và ở đâu cũng vậy chứ không phải là riêng công ty tài chính, hiện tại thì LGBT là mọi người đã có một cái ánh nhìn rất là cởi mở và rất là phóng khoáng hơn với ngày xưa rồi, thì tất cả nơi nào cũng hỗ trợ cho LGBT một cách rất là bình thường. Và hy vọng là trong tương lai thì những cái bạn LGBT cũng vay tiền hoặc là muốn làm hồ sơ góp đồ đó, trời ơi hỗ trợ rất là bình thường nha cưng. Cảm ơn cưng.